men nó có phần nổi lên như gạch cua như này là men còn sống nhé. Mình sẽ cho men vào và sữa vào trong. Riêng cái phần trứng thì mình chỉ cho khoảng 20g thôi nhé. Phần còn lại của trứng này thì lát nữa mình sẽ đánh và mình cho vào trong để mình quét mặt bánh. Cho phần bột này vào mình nhồi nhé. Mình sử dụng cái móc nhồi này để mình nhồi này. Mình sẽ nhồi ở mốc 1 là 2 phút đầu tiên. Sau khi nhồi được 2 phút thì mình sẽ cho máy dừng 1 phút để mình cho bột nó nghỉ. Và sau đấy mình sẽ nhồi tiếp sang mốc 2 nhé. Thì lúc này các bạn sẽ nhồi đến khi nào mà mặt bột nó sẽ bóng và mịn là được. Lưu ý là cứ 5 phút thì sẽ cho máy nghỉ một lần. Thì sẽ giúp cho cái bột của chúng ta nó dai và nó không bị đứt gluten nhé. Sau khi nhồi mốc 1 mới rồi nhé. Mình kiểm tra bột này. Khi bột không còn dính vào thành và mình chạm vào sẽ không còn dính vào tay nữa. Và mình kéo màng thử xem nhé. Đó, lúc này bột đã kéo màng như này là đã rất là dai rồi nhé. Thì lúc này mình sẽ đem đi mình ủ bột. Mình sẽ ủ cái phần mặt đẹp của bột lên bên trên nhé. Các bạn thấy rằng bột lúc này rất là mịn, bóng đúng không?